Thưa quý vị, sau gần 2 tháng thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê mua dự án nhà ở xã hội NHS tại đường Trung Văn, Hà Nội, ngày hôm nay thì chủ đầu tư đã tổ chức buổi bốc thăm quyền mua và vị trí căn hộ tại dự án. Vâng, đã có gần 1.500 khách hàng, bất chấp thời tiết nắng nóng, xếp hàng từ sáng để có thể tham gia bốc thăm 149 suất mua nhà. Và cách đây chưa lâu thì nhiều người cũng phải xếp hàng xuyên đêm để có được cơ hội sở hữu nhà ở dự án này. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người đã đổ về nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Hà Nội để tham dự buổi bốc thăm 149 suất mua căn hộ của dự án nhà ở xã hội NHS. Để tới được vòng bốc thăm, người mua nhà cũng phải trải qua vòng nộp hồ sơ rất căng thẳng, bất chấp thời tiết oi bức. Cách đây chưa lâu, nhiều người cũng phải xếp hàng xuyên đêm để có được cơ hội sở hữu nhà ở dự án này. Và đương nhiên, việc hoàn thiện hồ sơ không hề đơn giản. Thấy họ xếp hàng đi danh sách thì từ mấy ngày trước rồi mà bây giờ thấy chủ đầu tư bảo là phải xếp hàng này thì em cũng không rõ tình hình như nào. Mình thấy đăng ký như thế này thì nó không hợp lý. Nếu mà để cho bà con mà được đăng ký online thì sẽ rất là hợp lý hơn. Xếp hàng cả ngày lẫn đêm mà không thể mua được một căn hộ theo diện nhà ở xã hội có lẽ đã là một thực trạng phổ biến ở thủ đô trong thời gian qua. Và rõ ràng, nguồn cung phân khúc nhà ở này hiện nay thực sự khan hiếm. Bên cạnh đó, theo phản ánh của nhiều người dân, tình trạng cò hồ sơ, thậm chí là cò mồi suất mua nhà cũng đã diễn ra. Em cũng điện cho môi giới bảo bây giờ anh cứ đưa hồ sơ cho em, cũng như nếu mà được, anh mất 300 triệu hoặc 250 triệu, còn không được em trả lại. Đấy, thực tế là như thế. Thế em bảo bây giờ ví dụ như người tôi là người gọi là thu nhập thấp, bây giờ được hồ sơ mà lại mất 300 triệu nữa lấy đâu ra? Bộ Xây dựng cũng đã có các cái văn bản đôn đốc các cái địa phương trong cái việc là kiểm tra, giám sát, thanh tra các cái dự án, nhắc nhở và kiểm tra một số các cái dự án để có kịp thời chấn chỉnh các cái sai sót, các cái sai lỗi trên đối với cả chính quyền địa phương. Và trong cái thời gian tới thì Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái nhiệm vụ này. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra các dự án phòng tránh tiêu cực, Bộ Xây dựng cũng đang đẩy nhanh tiến độ đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, chủ động phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội đáp ứng tối đa nhu cầu ngày càng gia tăng của người dân.